Bên nay mình về quê để bắt cá trên ruộng lúa này nha các bạn. Cá cồn. Cá cồn. Cái này là ruộng lúa này là dân Úc mình là gian cái đường nước cho nước nó chảy xuống. Đó, nước nó chảy xuống. Rồi để cho nó cái đồng mình nó khô lúa. Khô nước để ta cắt lúa cho nó dễ. Cái gô cái sạc cá lóc. Gô lóc sạc. Quá là cá lóc nè. Cá lóc. Cá cô đồng không? Quá trời cá luôn. Cá sặc. Ui, quá trời cá rồi. Đây. Nước mình bắt từ trên đó mình bắt dài xuống. Giờ tới đây. Cá nó gom vào đây. Đây. Wow. Cá này là cá lóc. Cá lóc các bạn ơi. Cá lóc. Để đây chút lại bắt nó. Cá sặc. Ui. Đó, tới đây. Bắt mấy cá nhỏ trước các bạn ơi. Mấy cá nhỏ trước. Được, cá nhỏ. Này. Ê, một em. Ê. Đây. Ôi. Cái này bự. Đây. Cá lóc đồng là hồi mình nước mình đốt than mình nướng ăn rất là ngon. Chạy quá trời chạy luôn. Này. Sắc.
Thôi thôi thôi. Đây cá này cá lóc nha. Thôi vô mình nướng ăn nha các bạn. Đây là thành quả sau một buổi bắt cá dưới đường nước. Cá rô, cá sặc luôn. Chút vô bình rửa. Này mình chuẩn bị nhúm than các bạn, để mình nướng mấy cá lóc nó mình ăn các bạn ơi. Đây, thành quả sau một buổi chiều bắt cá dưới đường mương lúa. Đó. Quá khá nhiều luôn. Đó. Rất là nhiều. Bây giờ mấy cá lóc này mình nướng đó. Nè, cá lóc đồng rất là ngon. Cá lóc mình đem đi nướng. Nướng chui các bạn, xíu nữa là có cá ăn liền, nửa tiếng sau. Chín rồi nha các bạn, cá lóc mình là chín rồi nha các bạn ơi, chuẩn bị ăn các bạn ơi. Cá lóc đồng đó, mình bắt trên đồng lúa đi nước chui. Đây, kết quả được 4 con cá lóc. Đây. Rất ngon các bạn. Mình hái ớt vô mình làm muối ớt ăn nha các bạn. Muối ớt mà cá lóc nướng chấm muối ớt là thôi khỏi chê luôn. Ăn tuyệt vời mặt trời luôn.
quá trời trái luôn, trái rất nhiều. Như là muối ớt ăn là ngon lành luôn nè. Giờ để ăn cá lóc nha các bạn, cá lóc nướng muối ớt ngon lành luôn. Ớt đã, ớt đâm xong à. Chán cá này ra nè, bồi lên trước nè, ngon các bạn đó, biết ngon. Cá là phải chấm với ớt ăn một cái thôi thôi. Mời các bạn vô về quê Dương Úc mình chỉ có vậy thôi, bắt cá lóc nướng chui đồ nhộng đồng quê. Video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.